Cô đã nhìn thấy phần trình chiếu của nhóm em chưa ạ? Thế rồi em ạ. Dạ vâng. Indoco, em tên là Nguyễn Hà Phương Thảo. Sau đây em xin phép thay mặt cho nhóm 3 trình bày câu hỏi thảo luận của chúng em ạ. Đây là danh sách thành viên của nhóm chúng em ạ. Câu hỏi của chúng em như sau. Để thực hiện chức năng, bán cầu đại não có cấu trúc vi thể như thế nào? Trên đây là thiết đồ giải phẫu cắt ngang não thì cô và các bạn có thể xem qua. Thì đầu tiên là chất xám. Chất xám bao phủ phía ngoài chất trắng tạo nên lớp vỏ đại não. Chuyên next slide mày ơi. Chắc là tại mạng lag chưa tao next rồi đấy. Vẫn đang là slide. Em muốn chia sẻ lại đi. Dạ vâng ạ. Mọi người đều không nhìn thấy. Bây giờ được chỗ chất xám hay này, chỗ hai viên thuốc rồi. Dạ vâng. Hay là tại em trình chiếu nên nó không chuyển slide ạ? Đó, đừng bấm vào chỗ trình chiếu, ấn vào cái chỗ quyển sách bên cạnh chỗ trình chiếu ấy thì màn hình sẽ to ra hơn. Đây đúng không? Ừ, ấn đi. Được rồi, trình bày tiếp đi. Được, ok, tao cảm ơn nhé. Vỏ đại não thì có chiều dày. Chất xám bao phủ phía ngoài chất trắng tạo nên lớp vỏ đại não. Lớp vỏ đại não thì có khe và rãnh tạo nên nhiều hồi. Chính những hồi này thì sẽ phân chia thành những chức năng khác nhau phù hợp với chức năng của đại não ạ. Vỏ đại não thì có chiều dày từ 3 đến 3,5mm, chứa nhiều dây thần kinh hướng tâm, nhiều neuron ly tâm và các neuron liên hiệp. Phần lớn vỏ đại não có cấu trúc giống nhau gọi là vỏ não mới, phần còn lại gọi là vỏ não nguyên thủy. Vỏ não mới thì gồm 6 lớp từ ngoài vào trong. Lớp đầu tiên của vỏ não là lớp phân tử, cấu tạo bởi những sợi nhánh và sợi trục của các neuron ở lớp sâu của vỏ đại não đi lên. Ngoài ra còn có một ít neuron và các tế bào thần kinh đệm. Lớp tiếp theo là lớp hạt ngoài, có nhiều neuron nhỏ, hình tròn hoặc tam giác. Từ thân neuron tỏa ra nhiều sợi nhánh ngắn, sợi trục tận cùng, nằm ngay trong vùng sâu của lớp này ạ. Lớp tiếp theo là lớp tháp ngoài, là lớp dày nhất của vỏ đại não. Các neuron không nhiều như lớp hạt nhưng có kích thước lớn hơn, hình tháp và có đỉnh hướng ra ngoài, lớp ngoài. Kích thước neuron có xu hướng to dần từ ngoài vào trong. Lớp hạt trong, chiều dày lớp hạt trong thay đổi tùy vùng của vỏ não, có nơi thì không có lớp này. Những neuron thuộc loại tế bào Golgi 2, sợi trục tận cùng ở ngay trong lớp này hoặc ở lớp tiếp theo. Lớp tháp trong thì có chứa những tế bào tháp lớn ở hồi trán. Những tế bào tháp lớn được gọi là tế bào BET, tham gia tạo thành bó tháp hay bó thần kinh vận động. Lớp cuối cùng là lớp đa hình. Các neuron có nhiều dạng hình tháp, hình thoi chiếm đa số. Sợi trục của các neuron này tiến ra ngoài chất trắng và có sợi quay lại chất xám. Và ở đây thì hình tháp và hình thoi chiếm đa số. Trên đây cô và các bạn có thể nhìn thấy các lớp của vỏ đại não. Lớp đầu tiên là lớp phân tử, lớp thứ hai là lớp hạt ngoài, lớp thứ ba là lớp tháp có các tế bào hình tháp phù hợp với chức năng là tạo thành bó tháp hay là bó thần kinh vận động. Lớp tiếp theo là lớp hạt trong, lớp thứ năm là lớp tháp trong hay lớp hạch. Và lớp cuối cùng là lớp tế bào đa dạng nhưng mà chủ yếu là các tế bào hình thoi. Đây là hình chụp vi thể của các neuron. Đây là hình chụp vi thể của vỏ đại não nhuộm hematocilin. Ở đây thì có các tế bào neuron hình tròn to và bắt màu tím. Có các sao bào nhỏ hơn và có các vi bào đệm nhỏ và bắt bầu xanh đậm. Về nhân xám thì đồi thị có 3 nhân xám chứa những neuron đa cực, vùng dưới đồi chứa những neuron có hoạt động chế tiết và thể vân thì gồm nhiều nhân đuôi và nhân đậu. Trong các tế bào nhân đó thì đa số là neuron đa cực có sợi trục ngắn, còn lại số ít neuron có sợi trục dài thì thể vân phù hợp với chức năng là nhận các sợi cảm giác hay vận động và những sợi từ đồi thị tới.
Chất trắng thì gồm những sợi có myelin chia làm 3 loại. Loại đầu tiên là sợi liên hiệp nối hai vùng vỏ não cùng bên. Thứ hai là sợi mép nối hai vùng đối xứng thuộc hai bên bán cầu đại não. Và cuối cùng là sợi chiếu nối vỏ não với những phần chất xám thuộc phần dưới của trục não tủy. Trên đây là phần trình bày của nhóm chúng em. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe và mong là cô và các bạn sẽ góp ý để cho bài trình bày của chúng em được hoàn thiện hơn ạ. Rồi, cảm ơn bạn Thảo. Thế thì ở đây thì chúng ta có cái cấu trúc của cái vỏ đại não, đúng không ạ? Cấu trúc vi thể ở cái phần vỏ đại não này. Thì bây giờ nhóm này là nhóm mấy nhỉ? Em nhóm nào trong lớp mình? Nhóm 3. Em là nhóm 3. Thế nhóm nào hôm nay trong lớp mình còn chưa được gọi nhận xét không? Nhóm 6 à? Mời các bạn nhóm 6 đi nhỉ? Để các bạn nhóm 6 mà các bạn cho ý kiến nhận xét ở cái phần trình bày của cái vi thể não này. Em thưa cô là sau khi nghe bài trình bày của nhóm 3 thì em thấy bài trình bày của bạn khá là đầy đủ. Tuy nhiên em có một số câu hỏi cho nhóm bạn như là về cái phần nói về chất xám và với chất xám của vỏ đại não ấy, thì em mong rằng là bạn sẽ có một số hình ảnh minh họa về chất xám và chất trắng của vỏ đại não để bọn em có thể hình dung rõ hơn về các nhân của các nhân nền như là nhân đuôi, nhân bèo hay là nhân trước tường. Và các sợi của chất trắng như là sợi liên hợp, sợi mép. Thế thôi ạ. Rồi. Cảm ơn em. Thảo có ý kiến gì hả? Dạ ạ. Em không ạ, em xin tiếp thu ý kiến của nhóm bạn ạ và lần sau em sẽ cố gắng thêm các hình ảnh minh họa rõ ràng hơn ạ. Rồi, thực ra là như này. Ơi, mời em. Em xin hỏi nhóm bạn một câu là lớp hạt trong có chức năng cụ thể như thế nào mà có nơi ở trong đại não không có lớp này ạ? Em xin hết ạ. Chắc là đây cũng đây là một cái câu hỏi nó cũng hơi khó một tí. Thực ra là về cái phần vi thể của đại não ấy, đó thì thực ra trong các cái sách thì cũng chỉ có mô tả các cái phần lớp vỏ của đại não như thế, nó bao gồm có các cái tế bào như vậy. Thế còn thực ra là về cái mặt vai trò sinh lý thì chắc là các bạn cũng sẽ phải đọc thêm ở cái phần sinh lý, thì cô cũng không có cái phần sách sinh lý ở đây mà có cái nội dung nào có liên quan tới cái phần này để cô trao đổi với các bạn. Vì cái bên chỗ phần mô học của đại não này đó thì
thì nó cũng chỉ hầu hết tất cả các sách, kể cả sách nước ngoài mà ví dụ cô đang mở đây thì họ cũng chỉ gọi là dừng lại là mô tả các cái lớp của đại não như vậy, giống như các bạn mô tả là gì, lớp phân tử này, đó, lớp phân tử, lớp hạt ngoài, lớp tháp ngoài, rồi đến tháp trong, rồi là hạt trong, rồi đến lớp các cái tế bào đa hình. Thì ở đây thì về cái phân loại, phân vị trí các cái lớp này thì nó đều là dựa theo cái cấu tạo về hình thái của tế bào thôi, tức là mang tính chất là hình dáng tế bào như thế nào, rồi kích thước để chia ra các cái lớp như vậy đó. Thì cái phần ý mà cái chỗ mà lớp hạt này thì cô thực ra là đúng là bạn hỏi thì cô cũng không chưa có câu trả lời cho cái ý này, vì là cô cũng đang mở sách ra nhưng mà nó cũng chưa có cái nội dung ý đấy đó. Thì trong ngoài ra thì đối với cái phần giải vi thể của cái phần đại não này thì nếu mà các bạn trình bày thì các bạn cũng có thể bổ sung thêm, bởi vì cùng liên quan tới cái chỗ giải phẫu là cái phần vỏ vận động và vỏ cảm giác đó. Thì chúng ta có thể phân biệt cái lớp vỏ vận động, lớp vỏ cảm giác thì về mặt vi thể thì nó có cái sự khác nhau như thế nào ở hai cái phần của não, phần vỏ vận động, vỏ cảm giác không? Có khác nhau gì không nhỉ? Em thưa cô là em có bổ sung cho nhóm bạn một chút là để từ cái cấu trúc vi thể của vỏ đại não như thế thì nó phù hợp thế nào, thực hiện các chức năng của bán cầu đại não gì, thực hiện các chức năng gì đấy ạ? Endoco là như em có trình bày trong bài là bọn em cũng không biết hết rõ là từng lớp của vỏ đại não sẽ có riêng từng chức năng gì, mà bọn em chỉ tìm hiểu được một số thông tin như là chất xám bao phủ bên ngoài lớp vỏ đại não thì và lớp vỏ đại não có những khe, những rãnh tạo nên nhiều hồi, thì những hồi này sẽ phân chia chức năng khác nhau như là có vùng thị giác, vùng thính giác, vùng cảm giác, vân vân. Còn ngoài ra là ở lớp tháp trong thì bọn em tìm hiểu được là lớp này thì sẽ có những tế bào tháp lớn thì nó sẽ phù hợp với chức năng là tham gia tạo thành bó tháp hay là tạo thành bó thần kinh vận động. Tiếp theo là về thể vân thì có nhân đuôi và nhân đậu. Thì trong các nhân đó đa số là neuron đa cực và có sợi trục ngắn, nên là thể vân sẽ có phù hợp với chức năng là nhận các sợi cảm giác hay vận động từ những sợi và những sợi từ đồi thị tới ạ. Bọn em mới chỉ tìm hiểu được như vậy thôi ạ. Thực ra là về như cô nói, cái cấu trúc vi thể này thì nó cũng chỉ dừng lại ở như cái phần trình bày của nhóm thôi. Thực ra là cái phần đặt câu hỏi của cô phụ trách cái module này, cái câu hỏi này thì là nó cũng hơi, cũng thấy là nó hơi trừu tượng, cũng rất là khó giải thích cho các bạn về cái mặt chức năng, thì cũng chỉ giống dừng lại như nhóm đã trình bày. Đấy, thứ nhất, thứ hai là bởi vì là cái về cái cấu trúc vi thể của não này thì nó một lại là nó chỉ có, nó phục vụ cho cái ý, giống như ở cái lần thảo luận ở ca chặng trước ấy, thì liên quan tới mạch máu não là liên quan tới cái sự bảo vệ của não. Thế cái thứ hai là đối với vi thể của não này ấy, thì về mặt vi thể nói chung ấy, thì bao giờ là cũng sẽ phục vụ thêm cho cái phần giải phẫu bệnh học liên quan tới bệnh lý của não, bệnh lý của não. Thì trong đó thì trong các cái bệnh lý của não thì chúng ta cũng vẫn hay nghe nói được tới những bệnh nhân là người ta bị u não chẳng hạn, đó, bị u não. Thế thì các cái khối của não thì nó cũng sẽ là khối u là đương nhiên sự phát triển của tế bào bất thường ở đấy rồi, và nó cũng gì
à, nó cũng sẽ gây ra những cái kiểu chèn ép và phản ánh cái biểu lâm sàng cũng giống như những cái bệnh nhân khác, mà ví dụ như là liên quan tới liệt hoặc là cái cảm giác đó. Thì trong đó thì đối với u não thì người ta cũng chỉ cái phần u não rất khó nhé, cái phần giải phẫu bệnh về u não lại vẫn là phần chuyên sâu quá. Thì người ta chủ yếu là gì, nếu như mà có những khối u phát triển ở đấy thì người ta sẽ xem là một là u nguyên phát hay là u di căn. U di căn thì có thể là chính là u di căn ở những cái cơ quan khác, mà những tế bào ung thư tại cơ quan đấy thì nó về não làm tổ và u di căn. Hay còn ngoài ra u nguyên phát ở não thì lại đề cập tới là u do chính là các cái tế bào thần kinh đệm nó phát triển đó. Tức là cái mảng vi thể gồm u nguyên phát tại não là u thần kinh đệm chứ không phải là các u về neuron đó. Cho nên là với phần vi thể của não thì nó lại thiên về cái phần giải phẫu bệnh liên quan đấy cơ đó. Thế còn đúng là cái phần mà hỏi về cái phần chức năng ấy, thì cũng giống như nhóm trình bày là nó sẽ tạo nên các cái bó tháp hoặc là các cái nhân bèo. Thì trong đó về mặt vi thể thì thực ra về mặt vi thể thì quan sát ấy thì nó cũng kiểu như là tế bào nào giống như tế bào nào thôi. Giống như là các bạn đã từng xem lại cái tiêu bản về tiểu não hay tủy sống ấy, thì các bạn thấy rằng là nó cũng không có cái phân biệt rõ về mặt tế bào. Thế còn mà ở trong cái vừa nãy có một bạn có góp ý là về cái vi thể mà chất trắng ấy. À, thì cái chất trắng thì chúng ta cũng thấy rằng là gì, cái chất trắng nó là bao gồm sợi thần kinh, tức là các cái sợi nhánh sợi trục của thoát ra từ thân neuron đấy, và nó đi cùng với nó là các cái tế bào thần kinh đệm. Thế thì cho nên là trên cái cấu trúc vi thể thì nó cũng chỉ là những cái cấu trúc hình dáng dạng sợi thôi đấy. Nên là về mặt vi thể của não thì nó không có những cái sự đặc biệt giống như là cái về mặt giải phẫu và sự chi phối về mặt chức năng theo sinh lý. Đấy thì thực ra cũng phải đề cập với các bạn là như vậy. Thế còn là gì, có thể trong sách thì các bạn cũng có thể thấy rằng là có một cái nội dung nó nho nhỏ. Vừa nãy cô có hỏi các bạn vì không thấy các bạn có nêu ra. Đấy là cái sự khác nhau của cái vùng vỏ não vận động và vỏ não cảm giác. Thì nó có cái sự khác nhau như thế nào, thì cũng về mặt vi thể thì người ta quan sát thấy là khác nhau về cái độ dày mỏng của cái phần chất xám đấy là một, và cái thứ hai là gì, về mật độ loại tế bào. Thì ví dụ như vùng vận động thì cái tế bào tháp nó nhiều đó. Thì đối với cảm giác thì cái vùng mà các cái tế bào hạt, lớp hạt đấy thì nó lại chiếm ưu thế hơn đó. Nhưng mà cái vùng cảm giác thì cái độ dày của chất của cái phần chất xám đấy thì nó mỏng hơn so với cái vùng vận động. Thế người ta quan sát được như vậy bởi vì cái phần mô học thần kinh thì nó dừng lại ở cái điểm những cái nội dung như thế này. Rồi ok, bởi vì là cái phần thần kinh ý, thì các bạn để ý một tí là khi mà các bạn học ôn thi các thứ thì các bạn sẽ xem lại một chút về cái mô thần kinh. Cái mô thần kinh ngày trước mình học ấy, bởi vì là đối với trong đấy thì có đề cập tới về cấu tạo của sợi thần kinh đấy, cấu trúc của cái sợi thần kinh đấy và sự hình thành sợi thần kinh, thì các bạn sẽ phải đọc thêm ở cái chỗ đấy một chút nhá. Rồi vậy thì còn ai có câu hỏi gì nữa không? Rồi nếu mà không có câu hỏi gì nữa thì chúng ta dừng tiết học ở đây nhé. Dạ vâng ạ. Rồi ok. Rồi xin chào các bạn nhé. Em chào cô ạ. Em chào cô ạ. Em chào cô ạ. Em chào cô ạ.